luôn, lúc đó cũng chưa biết 1 sao, 2 sao, 3 sao là được cái gì, với 1 sao, 2 sao, 3 sao là như thế nào. Nhưng mà Tuyết vẫn cứ mạnh dạn đăng ký vào là lên đại lý 3 sao. Và khi đó là có chị Quyền cũng làm, thì có chị Quyền nói thôi ta cứ đăng ký đi, ta cứ đăng ký để ta phấn đấu mục tiêu đến được, đến đâu thì được, rồi vào ta tìm hiểu sau thì cũng đăng ký, hai chị em cũng đăng ký. Thì xin chia sẻ với cả nhà là trước đây thì Tuyết thực ra là kinh doanh online, thì trước đây Tuyết không có không biết kinh doanh online đâu. Tuyết cũng giống như mọi người bình thường ở ngoài là mình không biết làm, mình vào mình không biết làm, mình không biết kinh doanh, không biết bán hàng, không biết làm giống mọi người, mình không có duyên. Nhưng mà thực ra không phải, đến khi mình đã thì bằng giờ năm ngoái, thằng hồi tháng 5, bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái là Tuyết mới tập tễnh bước chân vào để kinh doanh online. Và cái việc đầu tiên Tuyết bán đó là bán đầu tiên là Tuyết đi tập gym và ăn uống healthy để mà ăn các cái đồ bánh healthy đấy, tăng cơ giảm mỡ đấy. Thì bắt đầu Tuyết cũng lấy về bán, lúc đó là mới lấy ở ngoài, giống như mình thấy chỗ nào mà người ta bán cấp thì mình lấy về mình bán được 20-30 nghìn một gói. Đấy, ví dụ như 220 một gói thì mình nhận 20 nghìn chẳng hạn. Thì được như thế thôi thì tháng chắc cũng được 1-2 triệu. Thì bán như thế xong bắt đầu là mình một tuần thì mình mới có nhu cầu là thế thì cần phải đi học kinh doanh online. Thì học một khóa 7 ngày, sau đấy học 21 ngày. Thì trong cái quá trình học đó thì bắt đầu là làm quen với cái mô hình mới, đó là kinh doanh xa phong nhựa hàng nghệ Tây. Thì kinh doanh nhựa hàng nghệ Tây thì Tuyết thấy cái đây cũng được. Cái đây làm cũng có thu nhập cao hơn, cũng có lãi cao hơn, chiết khấu cao hơn. Nhưng mà mình phải nhập hàng. Thì Tuyết thấy đó mô hình đó cũng là ok rồi. Làm một thời gian cũng đến từ tháng 7 cho đến tháng 3 năm vừa rồi. Thì thực ra là vào thì vào nhưng mà cũng còn phải học còn nhiều. Cho nên từ tháng 7 cho đến cuối năm là Tuyết cũng chỉ học thôi. Tuyết chỉ học và Tuyết chỉ tập làm thôi, chứ Tuyết cũng chưa bán được. Và bán thực sự nhất là từ tháng 1 cho đến tháng 3 là mới thực sự là mình là người kinh doanh tạm tạm. Đấy, thì vào đó thì Tuyết học. Và sau khi bán hoa nghệ Tây thì Tuyết thấy so với cái mô hình này, Tuyết thấy là bán hoa nghệ Tây thì vẫn vất vả. Vẫn phải lấy về, vẫn phải bỏ hàng. Lúc đầu là Tuyết nhập 21 triệu. Lúc đầu mà làm đại lý nhá, không phải 2 triệu rưỡi ký quỹ giống như bây giờ ta vào BCA đâu. Mà muốn làm đại lý cho công ty Tây Á nhập khẩu hoa nghệ Tây là phải đóng 21 triệu để không phải ký quỹ mà lấy hàng. 21 triệu để lấy hàng về. Thì Tuyết là lấy về phải đến cũng lâu lâu Tuyết mới bán hết. Để mà về phải mời hết anh em bạn bè rồi mọi người ủng hộ thì mới hết được. Thì không biết là do mình cũng năng lượng, mình cũng thấy ai mình cũng mời chẳng hạn. Thì Tuyết thấy Tuyết bán sau này thì Tuyết bán cũng được. Sao bán cũng được, nhưng mà Tuyết thấy là cứ mỗi một lần mình bán thì mình không được, có người thì lấy tiền luôn, có người thì mình lại cho nợ, thì mình cứ xé lẻ cái tiền của mình ra, mình bỏ tiền cục. Nhưng mà đến khi mình gom hàng đến hết hàng, mình lấy hàng thì mình lại phải chuẩn bị phải đi vay tiền, có lúc phải vay tiền vay vốn để lấy tiền hàng về, rồi mình cứ bán lẻ như thế, cuối cùng mình không thấy có đồng tiền nào cả và vẫn phải nhập hàng như thế. Rồi khi tuyển đại lý cũng rất là khó khăn, và tuyển đại lý thì mỗi một đại lý cũng phải 21 triệu. Thì Tuyết lúc đó cũng tuyển được 3-4 đại lý đấy. Lúc đó cũng giỏi, cũng siêu sao đó. Tuyển được 3-4 đại lý 21 triệu là cũng siêu sao đó. Nhưng mà sau khi đại lý vào thì cũng chỉ bán được tháng đầu. Mấy tháng sau là không bán được. Và Tuyết thấy cái mô hình của Tây Á. Đây là mình phân tích chứ không phải nói xấu mô hình nào với mô hình nào cả. Mình đã làm rồi thì mình so sánh giữa cái được và cái mất. Thì bên Tây Á thì môi trường cũng rất là tốt. Anh chị em cũng rất đoàn kết giúp đỡ nhau. Nhưng mà cái mô hình của Tây Á thì Tuyết không thích, không phù hợp. Bởi vì là không đào tạo chuyên nghiệp giống bên này. Thứ nhất là phải đào tạo là không chuyên nghiệp giống BCA, và không được học nhiều giống BCA, mà mình tự vận động. Và đại lý là mình cũng phải tự kèm gặp, tự hướng dẫn đại lý. Chứ còn không học thì vào học video thôi, chứ không bao giờ mà có Zoom trực tiếp. Ít khi có Zoom trực tiếp giống như BCA của chúng ta lắm. Cho nên là Tuyết thấy cái mô hình này Tuyết thích ở thứ nhất là vào, là mình vào là mình được sẵn mình học, mình không phải đi học ở đâu cả. Vào đây là sẵn có chương trình, sẵn có ấy thì mình học. Đấy là Tuyết thích nhất. Và cái thứ hai là bên đây rất là nhiều sản phẩm, và sản phẩm cũng rất là chất lượng và chiết khấu cũng rất là cao, thì rất thích cái đó là cái thứ hai đấy. Rồi đến một cái nữa thì khi vào đây, sau khi vào BCA thì tiếp tìm hiểu ra, tiếp tìm hiểu về sơ đồ trả thưởng. Thì như mọi người không để ý thì cứ có khi là 5-6 tháng thì mới hiểu cái sơ đồ trả thưởng. Nhưng mà Tuyết đến tháng thứ hai là Tuyết đã hiểu sơ đồ trả thưởng rồi. Tuy là Tuyết chưa 2 sao 3 sao hay chưa đại lý chi nhánh, nhưng Tuyết đã hiểu sơ đồ trả thưởng rồi. Đấy, mình phải hiểu sơ đồ trả thưởng nên mình biết được cái mục đích của mình vào đây, mình hướng tới cái gì, mình cần phấn đấu về cái gì. Thì Tuyết thấy không những vào BCA để bán hàng được chiết khấu 35-50-60%, mà vào đây là cái mục đích cao hơn, mà sau này mình tự do tài chính, sau này mình không đi làm, mình vẫn có lương 1 năm 2 năm hoặc 3 năm nữa. Tuyết phấn đấu là Tuyết sẽ không đi dạy nữa, Tuyết sẽ phát triển ở BCA và sau này Tuyết sẽ có lương thụ động ở BCA đấy. Thì Tuyết thấy được cái điều đó,
Cho nên là Tuyết rất thích, và Tuyết rất thích ở cái mô hình BCA là vì thế. Còn BTA thì cái mô hình tuyển dụng cũng tuyển dụng nhưng mà không tuyển dụng được giống như không lâu dài, không có cái thụ động giống như BCA. Và ví dụ như Tuyết tuyển dụng, Tuyết tới hệ thống ở dưới thì hệ thống ở dưới nhập hàng với Tuyết thì Tuyết lấy nhiều hơn thì Tuyết được chiết khấu thấp hơn một ít, có thế thôi, chứ không có tuyển dụng mà bền, có giống như cái lương của cái thụ động của chúng ta ở bên BCA như thế này. Thì Tuyết thấy đây là một cái mô hình rất là tốt. Mà gần đây thì Tuyết cũng có nghe các phó giám đốc rồi mấy người ở trong lãnh đạo trong trong công ty nói là công ty của chúng ta thì một ngày nào đó thì cái việc tuyển dụng đại lý sẽ không còn dễ dàng giống như bây giờ nữa. Thì Tuyết cũng rất muốn là anh em Tuyết, bạn bè Tuyết, người thân Tuyết có cơ hội bây giờ đang dễ thì vào đăng ký cộng tác viên đi, không có ít nữa nó sẽ khó khăn hơn, ít ra là cũng không phải đóng 2,5 triệu ký quỹ mà có thể là nhiều hơn 2,5 triệu hoặc có thể là không ký quỹ nữa. Tuyết luôn nói với nhóm của Tuyết rằng là bây giờ nếu như chị chụp lại, hay em chị chụp lại cho mọi người xem, chụp lại cho mọi người xem cái danh sách ký quỹ của công ty một ngày thôi thì phải mấy trang mới hết được cái danh sách ký quỹ của công ty đó. Mà thích nhất ở bên đây đó là vào khi mình đã ký quỹ rồi thì cái user của mình là mãi mãi là của mình, mãi mãi giống như cái công ty một thành viên của mình đấy, mãi mãi của mình không làm là sau này cho con cho cháu mình làm. Cái đó là cái thích nhất mà hiếm có những công ty khác ở ngoài có được, thì Tuyết rất là thích. Và bây giờ là Tuyết đang rất là mê, dù là đi chậm hay đi nhanh thì Tuyết cũng không nghĩ là Tuyết đi nhanh đâu hay đi ấy đâu, nhưng mà Tuyết nghĩ là mình đi mãi cũng sẽ đến đích, và lộ trình của công ty là 6 tháng thì sẽ lên được 3 sao. Nhưng mà hiện tại Tuyết vào thì tháng thứ nhất Tuyết lên 1 sao, tháng thứ hai thì cuối tháng cũng có một tí nữa thì cũng lên được 1 sao, nhưng tháng thứ ba thì nhờ có đội nhóm hỗ trợ nữa, đội nhóm cùng làm với mình nữa, đội nhóm mỗi ngày một nở ra mà thì cùng làm với mình, thì 20 ngày Tuyết đã đủ B-boy của 1 sao rồi. Và đến ngày hôm cách đây khoảng 2-3 hôm thì Tuyết được 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 mấy nhỉ, Tuyết đã được còn thiếu 10 triệu nữa là lên 2 sao, được 50 triệu, gần 50 triệu B-boy, còn thiếu 11 triệu nữa lên 2 sao. Thì Tuyết cũng có nói với Thảo, Thảo cũng có điện, Thảo cũng nói thì Tuyết bây giờ không biết còn 12 triệu B-boy nữa là còn 20 mấy triệu tiền hàng thì làm sao đây. Nhưng mà được cái là Tuyết thì Tuyết không nói với cả nhóm, nhưng Tuyết cũng có nói với cả nhóm, nhắn trên nhóm, và Tuyết cũng có nói một số người, thì trong đó cũng có em Hạnh. Em Hạnh cũng cũng rất là trăn trở sau khi mà Tuyết đã cố gắng cùng với mọi người bán được còn thiếu 3 triệu nữa, thì Tuyết cũng có nói với Hạnh là Hạnh ơi chị còn thiếu 3 triệu B-boy nữa là chị lên 1 sao. Thì Hạnh bữa đấy Hạnh cũng rất trăn trở, tức là đồng đội với nhau rất là trăn trở giúp đỡ nhau. Hạnh cũng trăn trở và Hạnh bảo sau là chiều Hạnh nhắn tin cho Tuyết thì Hạnh bảo chị ơi chị còn thiếu 3 triệu B-boy này, em trăn trở lắm và em đi một vòng em bán được một bộ villa, một bộ villi, thế là chị mừng lắm mà em cũng mừng. Thế là cuối cùng Hạnh cũng bán được hàng mà chị lại cũng được lên 2 sao, và tháng này Tuyết đã được lên 2 sao. Sau 3 tháng thì Tuyết đã lên 2 sao. Đấy thì đó là một cái thành công ban đầu đối với Tuyết khi vào Tuyết vào BJ. Thì qua cái buổi chia sẻ hôm nay thì Tuyết cũng mong muốn rằng có những người ta đi nhanh, có những người đi rất là nhanh, nhưng có những người ta mới vào thì ta còn phải học. Ví dụ như ai chưa kinh doanh bao giờ thì vào ta còn phải học nữa, ta còn phải học giống như Tuyết 1 năm về trước Tuyết cũng phải học, thì 1 năm sau Tuyết mới được như bây giờ. Chứ nếu bây giờ Tuyết mà mới tập tễnh Tuyết vào BCA thì Tuyết cũng không thể lên 1 sao, 2 sao, 3 sao, 2 sao trong vòng 2-3 tháng như thế được. Thì qua cái buổi chia sẻ hôm nay thì Tuyết mong các anh chị em chúng ta hãy năng lượng lên nhé. Và Tuyết chia sẻ một tí nữa là uống vili buổi sáng này này, một gói vili buổi sáng uống vào rất là năng lượng. Tuyết uống vào Tuyết làm video, Tuyết nói chuyện, Tuyết chia sẻ cho khách hàng rất là năng lượng luôn. Thì nếu ai không có điều kiện thì ta trải nghiệm mình cái vili này không thôi, ai có bệnh thì ta uống, còn ai mà không có điều kiện muốn cho mình năng lượng thì uống mình cái vili này cũng được. 1,446,000 chiết khấu đại lý thì cũng còn có 1 triệu thôi đấy, rất là hay. Đó là chia sẻ của Tuyết, xin xin mời các anh chị em.